Quý vị ơi, nếu như Thuận Dương còn tiền, Thuận Dương sẽ mua căn nhà này đó quý vị. Tại vì khi mà Thuận Dương bước vào nhà, Thuận Dương wow, nhà đẹp quá. Người ta thiết kế mà Thuận Dương thấy rất là thích vào cái nhà thông thoáng, có ánh sáng. Và điều đặc biệt nhất nhất là khi vào cái nhà cũng thấy nó ấm cúng trong cái nhà đó anh chị. À, Thuận Dương mà cô chú anh chị và các bạn xem căn nhà này nhé. Thì khi vào đó là anh chị thấy tivi, bộ ghế sofa cho anh chị nè. À, nhà này á thì người ta lót bằng gạch giả văn gỗ rất là sang và sạch. Tại vì ở Buôn Ma Thuột mình là đất đỏ đó anh chị, nên lót cái gạch này sạch nó sang nữa. Thường như tiếp tục mời anh chị vào bên trong nhé. Vào bên trong đây là cái không gian phòng bếp. Phòng bếp rất là rộng cho anh chị. À, trên cái phòng bếp này là có ngay cái đây là quầy bar của bằng đá này, ghế ngồi có đầy đủ rượu để trưng bày. Bên đây là có tủ lạnh bốn cánh anh chị. Ngay cái không gian bếp đây là Thuận Dương thích nhất, tại vì khi mình nấu ăn á mà không gian bếp này nó có, người ta trổ một cái cửa sổ, mà cửa sổ này nó có được nhìn ra bên ngoài, ánh sáng này có cây cỏ cây xanh bên ngoài, và nó có được cái khi mình nấu ăn thì mùi nó ra bên ngoài nữa, nên Thuận Dương rất thích cái không gian bếp ở đây. Bộ bàn là 6 người. Màu trắng rất là xinh anh chị nha, sang này. Đó, gia đình ăn mà gấp món thì mình lên cái bàn này anh chị nhé. Cái không gian này mát mẻ lắm anh chị. Có gió đầy đủ vào luôn. Ngồi mà nó mát, Thần Dương đứng mà gió mà nó mát. Rồi, bên đây thì bắt đầu có phòng, bên đây là xuống phòng master cũng rất là rộng. Ngay đây thì bên trong này là có cái toilet cho anh chị. Đây, không gian đây là rất là rộng cho anh chị nha. Có luôn cái cây cây si này nè. Cây si chủ để cho anh chị, tặng luôn cho anh chị cây si này. Và trên này là cái giếng trời không gian, nó có ánh sáng đi vào. Đây là cái bồn rửa tay cho anh chị. Bên đây là có tiểu cảnh, có cây, ha, cây ở trong nhà nó mát. Xăng. Cũng lót gạch cho anh chị nha. Cái không ngay không gian này thì tối anh chị có thể để cái bàn để cho gia đình mình ngồi ăn cũng được nè. Đó, rất là mát mẻ, ánh sáng đầy đủ. Đây, Thuận Dương mời cô chú anh chị vào bên trong phòng master. Ngay cái phòng mà master này Thuận Dương thích nhất là ngay ngay không gian này. Người ta trổ cái kính cường lực này nhìn vào, nhìn ra bên ngoài thấy trời, nó tận dụng được, cũng giác như không gian nó rộng mà nó thoáng, nó có ánh sáng vào nữa anh chị. À, trong này thì có đầy đủ. Ngay không gian đây là nguyên cái toilet và bồn tắm cho anh chị nhé. Đó, có đầy đủ cho anh chị này. Trong này. Đây, trong này anh chị thấy không? Trong này là tủ đựng quần áo rất là rộng. Đầy đủ đồ cho anh chị. Tủ đựng áo nhưng mà tận dụng được cái phòng mình thay đồ cho anh chị luôn nhé. Rồi Thần Dương mời anh chị lên lầu. Phòng master này rộng anh chị ạ. Có cái máy lạnh. À, lên lầu là chủ thiết kế nhà này là đá kim sa và cầu thang bằng sắt sắt. Cái cầu thang này á là rất là rộng anh chị. Rồi thường như mà cô chú anh chị là lên lầu. Hồi nãy anh có quay cái cầu thang này không? Cầu thang này rất là rộng này. Đó anh chị thấy cầu thang này rất rộng anh chị nhé. Đây, phía dưới đây là anh chị mở cửa luôn, có cái cửa sổ thông thoáng luôn và có cái hành lang. Bên ngoài này có cái hành lang nhìn xuống cái phòng master. Rồi, anh chị vào bên trong nha. Đóng cửa lại chứ gió.
Rồi ngoài hành lang đi vào thì đây là phòng ngủ đầy đủ cho anh chị. Bên đây có cửa sổ nè anh chị nè. Rồi tiếp tục. Rồi đây là toilet. Trong toilet này á, chủ người ta cũng áp hết bằng gạch, nó rất là sạch anh chị nha. Áp từ trên xuống dưới và trên đó có cửa sổ thông gió cho anh chị. Nguyên không gian này rất là rộng anh chị nha. Rồi, đây là cái phòng ngủ. Đây là phòng ngủ cho anh chị nè. Cửa sổ có gió rất là gió luôn. Đứng này gió nhìn. Không xíu đóng đi. Không sao đâu, đóng. Rồi tiếp tục anh chị qua bên đây nha. Sang bên đây thì có phòng thờ. Ngay phòng thờ anh chị cũng mở cửa sổ ra nè. Thông thoáng cái phòng thờ lắm anh chị. Đây là cái ban công, anh chị đứng đây ban công nha. Đằng trước là trường học cấp 2 anh chị. Đó, trường học cấp 2. Đây là khi anh chị đi xuống cầu thang. Đó, anh chị đứng trên lầu nhìn thấy nè. Đó, anh chị thấy không? Với không xăng xăng nè. Trường học cấp 2 nè. Sau khi anh chị xem xong hết ngôi nhà này với Thượng Dương thì đây là thông tin sản phẩm ngôi nhà. Diện tích nhà 5x30 hướng Nam, trị giá nhà là 2.990 triệu. Thượng Dương bán đúng giá chủ nhà đưa ra. Nhà gồm có 3 phòng ngủ, 3 cái toilet, một cái sân để xe. À, trước nhà là trường học cấp 2. Anh chị nào thấy thích rồi, thấy đúng hướng, đúng số tiền rồi hãy gọi cho Thượng Dương 0908 348 660. Anh chị xuống xem thực tế, xem giấy tờ pháp lý đúng đủ chốt. Thượng Dương cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị vào những ngôi nhà đẹp tiếp theo. Xin chào.